Anh Nương ơi, năm 2023 thì có tầm khoảng 20 củ thì có mua được laptop đẹp cấu hình cao hay không? Ôi giời ơi, 20 củ bây giờ mua được cả hoa hậu luôn đấy chứ em. Laptop bây giờ rẻ lắm, thiết kế ngon lành luôn. 20 củ bây giờ sẽ có máy cấu hình như nào? i7 thế hệ thứ 12 này, vỏ máy hợp kim nhôm này, màn hình chất lượng tốt nhất này, thậm chí là màn hình OLED luôn. Bây giờ hãy cùng anh tìm hiểu những chiếc laptop sang xịn sò nhá. Mời anh em nó xem. Chiếc máy đầu tiên muốn giới thiệu anh em đó là chiếc Dell XPS 9315. Với chiếc máy cực kỳ mỏng nhẹ, sang trọng và được trang bị cấu hình thế hệ chip Intel mới nhất, đó là thế hệ thứ 12, chất lượng màn hình lên đến 100% sRGB luôn, có cả màn hình Full HD và màn hình 4K, giá chỉ có hơn 20 củ. Mời anh em xem chiếc máy đầu tiên nhé. Vâng, thưa các bạn, lần đầu tiên trên laptop có màu xanh ngọc trai. Toàn bộ vỏ máy với công nghệ CNC nguyên khối bằng hợp kim nhôm. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy chỉ có 1,17 kg các bạn ạ, chưa đến 1 cân 2. Logo Dell được mạ chrome ở giữa như này. Vâng, thưa các bạn, là bên tay phải của mình được bố trí một cổng USB 4 các bạn nhé, nó còn gọi là Thunderbolt 4, với băng thông ra bên ngoài cực kỳ khủng, lên đến 40 GB/s. Và bên này cũng duy nhất nữa là một cổng USB 4 luôn. Và đây là chiếc máy đầu tiên trên thế giới là lược bỏ cổng 3,5, đó là cổng kết nối âm thanh mà các bạn phải cắm qua cổng chuyển này thì mới ra được tín hiệu âm thanh. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test qua phần mềm Full Max. Ở đây thì mình đang run hiệu năng của CPU, xem CPU này có khỏe hay không nhé. Thưa các bạn, là số lõi của em CPU này là 10 lõi các bạn ạ, và 12 luôn, và có thể hoạt động turbo boost lên 470. Xung nhịp hoạt động ổn định ở mức đó là 3.50. Nó có 12 kích bộ nhớ cache nhá. Hoạt động ở xung thấp nhất là 9W và cao nhất là 29W các bạn ạ. Đây các bạn thấy điểm số của nó đạt được là 926 CB. Với Iris Xe Graphics thì sẽ hỗ trợ đồ họa mạnh hơn 2,7 lần. Chính vì thế các tác vụ xử lý về đồ họa 4K hay là có độ phân giải lớn hơn cũng như hình ảnh lớn hơn thì nó chạy nó không bị giật, bị lag các bạn ạ. Mình thấy đang test đồ họa mà quạt chạy êm phết. Đây các bạn thấy là điểm số là 77,77 FPS. Vâng, thưa các bạn, thì test ở phần mềm 3D. Ở đây là phần mềm Full Max thì cho thấy nhiệt độ hoạt động ở mức khoảng trên 60 độ C. Mức FPS chúng ta nhận được khoảng 20 hoặc 21 và không quá giật. Có nghĩa là chiếc máy này vẫn có thể làm tác vụ đồ họa 3D ở mức phổ thông các bạn nhé. Đây các bạn thấy là mình sẽ giới thiệu tính năng cảm ứng đa điểm của chiếc Touchpad này nhé. Đây các bạn thấy này, các bạn có thể zoom to zoom nhỏ như này, cực kỳ tiện. Và chúng ta chỉ ra lệnh bằng cách chạm gõ giống như y hệt trên màn hình cảm ứng các bạn nhé. Ở đây thì mình đang test thử một đoạn video 4K. Đây các bạn thấy này, nó chạy cực kỳ mượt luôn. Độ sáng của màn hình lên đến 500 nit và tỷ lệ bao phủ màu của nó là 100% sRGB. Đây là màn hình có chất lượng là xuất sắc các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ bật thử test loa. Các bạn có thể nhìn nghiêng với góc 178 độ hoàn toàn nhìn thấy hình ảnh rõ nét trên màn hình mà không bị sai màu. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test tựa game Tomb Raider. Để cắm thêm một con chuột bên ngoài thì mình đang cắm qua một cái cổng hub này, các bạn có thể nhìn thấy này. Nó cổng USB và cổng HDMI các bạn nhé. Các bạn thấy là cái tựa game này nó tương đối lặng nhưng mà vẫn có thể chơi trên chiếc máy được ở mức gọi là trung bình. FPS chúng ta nhận được từ khoảng 30 đến 40. Và đặc biệt là nhiệt độ chơi game lại không quá nóng, chỉ khoảng 60 độ C. Chất lượng màn hình thì phải nói là vô cùng tuyệt vời và âm thanh cực kỳ sống động. Chiếc máy sẽ phù hợp chơi những tựa game tầm trung phổ thông như này các bạn nhé. Còn đối với những tựa game chuyên nghiệp thì chiếc máy sẽ không đáp ứng được. Các bạn trước khi cài những tựa game các bạn chơi thì nên tìm hiểu là cái cấu hình của game có phù hợp với máy mình hay không thì hãy cài các bạn nhé. Chiếc máy thứ hai muốn giới thiệu anh em đó là chiếc Asus ZenBook UX 363e. Đây là chiếc máy năm ngoái có phân khúc giá lên tận 30 củ thì bây giờ rẻ rồi, tương đương 1.000 đô thôi, chưa đến 1.000 luôn. Đây, giá tại shop bây giờ chỉ có 19.900.000, được trang bị cấu hình của tương lai và thậm chí tích hợp thêm một cái bút luôn, xoay gập 360. Mời anh em tham khảo nhé, màn hình OLED đẹp lắm. Vâng, thưa các bạn, trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 1,88 kg, có nghĩa là chưa đầy 1 cân 2. Toàn bộ vỏ máy với công nghệ hợp kim nhôm CNC nguyên khối, với vòng tròn đồng tâm đặc trưng riêng của Asus này. Này các bạn thấy này, chống bám vân tay tương đối là tốt. Logo Asus được để lệch như này, vẫn đạt được tiêu chuẩn quân sự STD 810G về độ bền các bạn nhé. Tản nhiệt đường sau này, tản nhiệt chỗ này các bạn nhé. Còn cái này là làm giả thôi, đẹp thôi. Những chi tiết hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ với lát cắt diamond này. Phần bên tay phải của mình, Asus bố trí một cổng USB và phím bật nguồn ở đây nhé. Đây là cái cơ để các bạn mở máy đơn giản hơn này, dễ hơn này. Và bên này có cổng HDMI và hai cổng Thunderbolt 4 luôn, cực kỳ mạnh này. Đây là đèn tín hiệu quả pin này các bạn nhé. Với cổng Thunderbolt 4 thì các bạn có thể kết nối ra màn hình 5K, 6K và thậm chí cả màn hình 8K ra bên ngoài. Đây, băng thông trên bên ngoài lên đến 40 GB/s, nhanh nhất và mạnh nhất bây giờ. Hàng băng chrome. Ở đây thì mình đang test thì âm thanh có vẻ như là không được to cho lắm, nhưng mà âm trống và âm bass thì khá mạnh. Với gam màu ở đây các bạn sẽ thấy là chính chỉ Pantone 100% DPI.
rất là ok. Hóa xịn, màn hình OLED. Các bạn có hiểu như thế nào là màn hình OLED không ạ? Màn hình OLED có nghĩa là màn hình sẽ có điểm đen tuyệt đối. Thì những cái khung hình màu sắc các bạn sẽ nhìn thấy nó cực kỳ rực rỡ mà các bạn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh. Khi chúng ta xem phim cũng như thiết kế và design thì gam màu nó sẽ chính xác. Chiếc máy sẽ hỗ trợ công nghệ cảm biến xoay. Các bạn xoay chiều nào thì nó sẽ tự động xoay theo chiều đó. Công nghệ là cảm ứng đa điểm. Okay, con chuột này cũng là công nghệ cảm ứng đa điểm anh em nhé. Đây này, anh em có thể nhìn thấy này. Con chuột này chúng ta dùng y hệt trên màn hình trên này. Đây anh em thấy này, quả bút này. Quả bút này mà dùng để thiết kế, để vẽ vời thì cực kỳ ok luôn. Với dòng Cebu này thì nó phù hợp cho các bạn dùng ở môi trường văn phòng và đồ họa ở mức tầm trung thôi. Đây là dòng Cebu tiết kiệm điện chứ không phải là mức hiệu năng cao anh em nhé. Và Vega được trang bị trên máy là Iris XE Graphics thì đây là Vega On. Một chiếc máy hướng đến những người dùng doanh nhân, các bạn dùng văn phòng cũng như các thiết kế design và các nhà sáng tạo nội dung. Các bạn có thể dùng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD, các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép video đều ok. Vâng, thưa các bạn thì điểm số của Cebu chỉ đạt 466 CB thôi. Một điểm số vừa đủ để các bạn có thể sử dụng các phần mềm kỹ thuật và có thể chạy đồ họa mức 3D cơ bản. Với điểm Iris XE, đây là Vega On, đạt được 74,57 FPS. Nói chung là cũng tương đối là ổn, nó sẽ tương tự như một Vega rời là NVIDIA GeForce MX450. Vâng thưa các bạn, là mình đang test tựa game Left 4 Dead các bạn ạ. Một tựa game offline có hình ảnh 3D khá là đẹp. Với màn hình OLED thì các bạn thấy là hiển thị cực đẹp đúng không? Mức FPS chúng ta chơi được từ 80 đến 100. Âm thanh của máy thì rất to, khi chơi game trải nghiệm rất sướng. Đây là âm thanh của Harman Kardon các bạn ạ, cực kỳ uy tín trên thị trường anh em nha, với chất lượng loa. Mức nhiệt độ chúng ta chơi game ở mức khoảng từ 70 độ C và dưới 70 độ C. Đấy, hiệu ứng âm thanh của chiếc máy rất là hay. Với những tựa game tầm trung phổ thông thì anh em cứ cài vào vui chơi giải trí những lúc rảnh anh em nhé. Tản nhiệt của máy như này thì cứ thoải mái chơi mà không sợ anh máy. Máy chỉ chơi được những tựa game tầm trung như này thôi. Còn đối với những tựa game chuyên nghiệp chắc chắn máy sẽ không chơi được bởi vì không có Vega rời. Nên anh em mua máy cũng phải chú ý nha, cài game thì chú ý những cái tựa game mà đủ cấu hình để chơi thôi. Chiếc máy thứ ba mình giới thiệu anh em đó là đen đen hôi hôi. Đấy, nhưng mà thuộc phân khúc gọi là cao cấp, thiết kế phải nói là cực kỳ tỉ mỉ sang trọng. Đó là chiếc Dell Latitude 7320 thuộc dòng series 7 cực kỳ cao cấp, và thậm chí chất lượng đồ bền của nó còn cao hơn cả Dell XPS này luôn. Giá bây giờ cũng chỉ khoảng hơn 20 cùng một chút. Được trang bị i7, RAM 16GB và SSD 512GB. Nếu như năm ngoái có giá bán là hơn 30 củ thì bây giờ chỉ hơn 20 củ tí thôi. Anh em xem và tìm hiểu nhé. Vâng thưa các bạn, trọng lượng chính xác của chiếc máy là 1,12kg. Với vật liệu sợi carbon cứng hơn nên đến 5 lần thép và trọng tải tốt hơn 2 lần các bạn ạ. Logo đeo được ở giữa như này. Các bạn thấy là trên cái dòng siêu xe cũng như một số linh kiện của tên lửa, cũng như rất là nhiều linh kiện đặc biệt thì sử dụng vật liệu sợi carbon như này. Trên laptop thì có từ rất lâu rồi. Phần bên tay phải của mình thì có cổng sạc với giao tiếp ở đây là Thunderbolt các bạn nhé. Băng thông ra bên ngoài lên đến 40GB một giây. Và sạc như này các bạn sạc 50 phút sẽ đầy 80% pin. Pin trong máy dùng khoảng 8 tiếng để hốc tản nhiệt này các bạn này. Cổng phone của mic với giao tiếp 3.5. Đây là một trong chiếc máy hiếm hoi ở phân khúc hơn 1kg mà vẫn được trang bị đầy đủ hết các cổng. Nó hơi hướng đến những người dùng doanh nghiệp, ví dụ như cổng HDMI giờ các bạn có thể kết nối ra tín hiệu âm thanh và hình ảnh từ bên ngoài. Ở các thiết bị đời cũ thì vẫn dùng chuẩn HDMI các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là cổng Thunderbolt 4 các bạn nhé. Với băng thông ra bên ngoài lên đến 40GB một giây. Đây là cổng nhanh và mạnh nhất thế giới hiện nay. Và đây là cổng đầu độc thẻ SD Mini. Tỷ lệ bao phủ màu của màn hình là 100% ARGB. Độ sáng 300 nit và loa rất là hay. Hai cái loa này các bạn này, loa trường rất là to. Máy bé như mồm to các bạn ạ. Vâng thưa các bạn, với được nâng cấp với Iris XE Graphics thì các bạn thấy là máy chạy khá ổn ở mức FPS đạt đến 36 hoặc 37. Nhiệt độ CPU của em này thì ở ngưỡng hơi cao anh em ạ, nên đến 86 độ mặc dù bên trong là có hai ống đồng dẫn nhiệt. Bảo sao mà đeo làm thêm hai cái ống dẫn đồng. Với con chip i7 xung cao, mặc dù là chip tiết kiệm điện thì cái xung nhịp hoạt động của nó cao, có lẽ là tiêu thụ nhiệt độ khá là cao. Nên các bạn thấy là một chiếc máy bé nhỏ xinh xinh này mà chạy đồ họa 3D mà được mượt như này cũng khá là ok đấy các bạn nhé. Hơi nóng được đẩy ra đây. Đẩy đây các bạn, để tay mùa hè thì có cảm giác như hơi khó chịu một chút đấy. Vâng thưa các bạn, em Cebu i7 1165G7 với bộ nói 8 luồng này. Các bạn sẽ nhìn thấy là xung nhịp hoạt động tối thiểu là 1GHz. Bên dưới là Iris XE. Mình đang test qua phần mềm là CPM 15R. Các bạn thấy điểm số của đạt 84 CB. Điểm số đạt 89,36 FPS các bạn nhé. Mạnh hơn 2,7 lần so với UHD Graphics 630. Vâng thưa các bạn, mặc dù chiếc máy chúng ta có
không phải chơi game nhưng vẫn có thể chơi những tựa game như Left 4 Dead như này, game offline với hình ảnh 3D đẹp mắt. Chất lượng âm thanh của máy rất tốt và tỷ lệ bao phủ màu màn hình cao sẽ giúp máy hiển thị rất đẹp luôn. Với những tựa game tầm trung, các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm lên chiếc máy này. Có điều là màn hình hơi nhỏ thì chơi sẽ hơi khó chịu một chút và bàn phím hơi bé các bạn ạ. Bởi vì game là phần chơi là phải màn hình phải thật to. Nhưng mà lúc rảnh thì chúng ta vẫn có thể cài những tựa game như này để giải stress các bạn nhé. Mức nhiệt độ tản nhiệt của máy hơi cao một chút ở mức khoảng trên 8 độ C và có những lúc sẽ giảm xuống là hơn 7 độ C các bạn nhé. Đây vẫn là mức nhiệt độ cho phép để khi máy chúng ta có thể sử dụng tốt nhất. Chiếc máy thứ tư mình giới thiệu anh em đó là chiếc HP Envy anh em ạ. Envy 2022 được trang bị i7 RAM 16GB. Đầu tiên giá bán cũng đâu đến khoảng 20 năm củ. Thì bây giờ đang có giá bán là 19.900. Thiết kế xuất sắc luôn. Mời anh em tham khảo nhé. Vâng thưa các bạn, chiếc máy thiết kế thì kiểu dạng nó hơi vuông một chút các bạn ạ. Vuông thành sắc cạnh này. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,38kg. Vỏ máy bằng hợp kim nhôm CNC nguyên khối. Các bạn thấy này, màu silver, logo, chiều tượng của HP mạ chrome này, rất là đẹp này. Tản nhiệt ở đường sau như này rất thể thao, còn đây dòng máy Envy. Phần bên cạnh phải của mình thì các bạn thấy là hai cổng thu bát 4 nữa các bạn nhá. Và vẫn còn một cổng USB truyền thống. Đấy, khi chúng ta mở máy thì nó sẽ tự banh ra. Làm thiết kế như này nó cực kỳ thông minh mà cái máy nó sẽ nhìn sẽ mỏng. Còn cái phần hở này các bạn thấy đây là cái phần hở của phím nhá. Tránh trường hợp mà nó chạm lên màn hình. Ở bên này thì có cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5, các bạn kết nối tín hiệu âm thanh như bên ngoài. Đầu độc thẻ mini SD và kèm thêm một cổng USB nữa này các bạn này. Con này được trang bị màn hình là Full HD, độ sáng 400 nits và tỷ lệ bao phủ màu là 100% sRGB. Thì đây là cái gam màu chính xác để các bạn có thể dùng thiết kế design trên chiếc máy này. Đấy, các bạn nhìn thấy loa 3 con sen này, hai cái loa chỗ này nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy âm bát rồi này. Đấy, các bạn nghe thấy cái âm thanh của ba con sen tuyệt vời không? Đấy. Xem phim, nghe nhạc, giải trí thì quá tuyệt vời luôn. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test qua phần mềm Cinebench 15R. Các bạn thấy là điểm i7 của em này thì nó cũng chỉ đạt 1087 CB. Bây giờ thì mình sẽ test hiệu năng của cái Vega On của chiếc máy này. Vâng thưa các bạn, thì dòng CPU thế hệ mới thì nó đa nhân đa luồng. Một chiếc máy được i7 trang bị chip U thì có đến số lõi của nó là 10 lõi nữa các bạn ạ. Và số luồng nó lên đến 12 thì có 8 core hoạt động ở mức hiệu năng cao và 2 core hiệu năng thấp để tiết kiệm điện. Với việc CPU khỏe hơn, nhiều nhân hơn thì nó kéo FPS của em Iris Xe bao giờ lên 91 luôn. Mình nói thêm một chút về em CPU i7 thế hệ thứ 12 của Intel này. Thứ nhất là xung nhịp của em này thì nó sẽ hoạt động ở mức là 3.50 và có thể turbo boost lên 4.70. Công suất max tối đa của nó lên đến 29W các bạn ạ. Và bộ nhớ cache của nó là 12MB. Để các bạn biết hơn về em CPU thế hệ mới i7 thế hệ thứ 12 này nhá. Ở đây thì mình đang test qua phần mềm full max. Thì mức FPS các bạn thấy nó kéo lên đạt ở mức khoảng 26. Và ở mức đồ họa 3D thì không quá giật. Đây các bạn nhìn này. Bởi vì xung của CPU đã cao hơn và Iris Xe thì nó tương tự như một Vega rời 2GB. Ví dụ như Nvidia GeForce như là MX450. Chính thế là cái tác vụ về đồ họa 3D thì nó cũng khá là ngon hơn so với những dòng CPU thế hệ 10 hoặc thế hệ thứ 11 nhá. Và mới mức nhiệt độ của nó hoạt động cũng không quá nóng các bạn ạ, nó chỉ khoảng trên 60 độ C. Và đặc biệt là quạt hoạt động cực kỳ êm ái luôn. Vâng thưa các bạn, thì hôm nay mình test trên một tựa game của Việt Nam mình luôn. Cái code luôn đó là game thần trùng các bạn ạ. Đây là một tựa game offline tầm trung có hình ảnh khá đẹp. Nói chung là Việt Nam mình trên thị trường thế giới khả năng viết code cũng tương đối tốt rồi các bạn ạ. Máy chúng ta thì được trang bị cấu hình ở mức phổ thông. Chính vì thế nó chỉ chơi được những tựa game tầm trung như này thôi. Chỉ vì âm thanh nó trung thực quá nên bạn chơi game có hơi vẻ giật mình anh em ạ. Mức FPS chúng ta chơi được tựa game này nó cũng từ khoảng 30 đến 40 FPS thôi. Và lúc cao có thể lên 50. Và nhiệt độ chơi game mức khoảng trên 60 độ C. Cho hình ảnh cực kỳ trung thực và đẹp. Với những tựa game tầm trung phổ thông thì anh em có thể cài vào chơi mà không sợ hại máy. Bởi vì những dòng máy đời mới bây giờ mức tản nhiệt chơi game như này là cũng rất là ổn rồi, chỉ khoảng hơn 60 độ C. Phải nói là âm thanh con này quá trung thực luôn. Chất lượng màn hình quá đẹp. Với những tựa game tầm trung như này thì anh em cứ cài vào vui chơi giải trí những lúc rảnh nhá. Một chiếc máy với màn hình 16 inch cực đẹp luôn, xoay gập 360. Đó là chiếc Lenovo Yoga 7i phiên bản năm 2022. Được trang bị i5 chip P thế hệ thứ 12, RAM 8GB, SSD 512GB. Màn hình cũng cực kỳ sang xịn sò luôn, màn hình 16 inch luôn anh em ạ. Toàn bộ vỏ máy bằng hợp kim nhôm, giá bán cũng chỉ có dưới 20 củ.
anh em tham khảo chiếc máy này nhá, cực kỳ xuất sắc về thiết kế. Vâng, thưa các bạn, trọng lượng tổng thể của chiếc máy lên đến sấp xỉ 2 kg. Nếu mà cầm vào một tay thì mình nghĩ sẽ cầm rất nặng và rất khó, nên các bạn sử dụng sẽ phải là hai tay. Thiết kế theo hơi hướng trẻ trung năng động, các bạn nhìn quả tản nhiệt này, rất ok đúng không? Nhìn kiểu dạng siêu xe. Đấy, đưa hết đằng sau như này. Toàn bộ vỏ máy bằng hợp kim nhôm CNC nguyên khối. Này các bạn nhìn này, gập bản lề này. Mình phải cầm hai tay các bạn ạ, một tay quá nặng luôn. Phím bật nguồn các bạn sẽ nhìn thấy là cũng làm được cực kỳ tinh tế, có phím LED đây, nhưng mà làm bo tròn như này. Các bạn bấm vào đây sẽ khởi động máy này. Cổng USB này, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5, các bạn kết nối âm thanh ra bên ngoài nhé. Ở bên này thì các bạn thấy có cổng HDMI luôn. Thế hệ cũ để các bạn có thể kết nối ra tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài. Cổng USB. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cổng Thunmod 4 luôn. Với băng thông ra bên ngoài lên đến 40 kg một giây. Đây là cổng nhanh và mạnh nhất hiện nay luôn. Các bạn có thể cắm sạc song song cả hai cổng này nhé. Còn đây là độc thẻ này. Thậm chí là chúng ta có thể cắm một EarPod cầm hình rời từ bên ngoài luôn để tăng tốc độ xử lý cho chiếc máy này. Màn hình có độ sáng tối đa là 400 nit. Đấy, và tỷ lệ bao phủ màu của nó là 69.3% sRGB. Với phiên bản cao cấp hơn thì chúng ta sẽ có là 95.7% sRGB luôn. Còn đây là phiên bản mình mang về là phiên bản cao cấp. Tỷ lệ bao phủ màu thực ra là tầm khoảng 95 thì cũng được xếp vào những chiếc máy có tỷ lệ bao phủ màu cực kỳ cao. Loa đấy, mình sướng không? 4 loa anh em nhá. 4 loa luôn. Nghe sướng không? Đây, tớ sẽ thử tính năng cảm ứng của nó nhá. Mình sẽ lật ngược lại như này. Thực ra là chiếc máy này nếu các bạn có thể dùng để vẽ hoặc để giải trí hoặc xem phim thì các bạn sẽ phải xoay ngược như này. Thì các bạn sẽ thấy là khi bật này nó sẽ hiện cái bàn phím ảo để chúng ta có thể bấm vào mạng. Nhưng nếu mà cầm một tay thì mình nói luôn là quá nặng một chiếc máy này. Đây các bạn thấy là tính năng cảm ứng đa điểm này. Lưu ý với mọi người thì cái màn hình cảm ứng thì mặc định rất đắt nên anh em dùng phải thực sự là cẩn thận. Anh em sẽ hỏi là màn hình cảm ứng thì nó có bền hay không? Thưa các bạn, nó sẽ bền như cái màn hình điện thoại. Nếu các bạn không làm rơi vỡ thì rất hiếm khi nó hỏng. Nhưng nếu nó hỏng thì các bạn phải chấp nhận một mức chi phí là thay cao hơn so với chiếc máy không được trang bị màn hình cảm ứng. Đối với các nhà sáng tạo nội dung, các bạn vẽ về kỹ thuật hay các họa sĩ bây giờ thì họ vẽ trên những chiếc màn hình máy tính này cực kỳ nhiều. Anh em cứ thử tưởng tượng là mình đi tiếp khách thôi, mình đi ra quán cà phê thôi, hay đến công ty thôi. Cái màn hình mà anh em cứ thấy là để này chấm chấm chọc chọc này, nhìn nó rất là hiện đại, rất là sang. Vâng, thưa các bạn, với em Cebu, số lõi của nó lên đến 12 anh em ạ, số luồng nó là 16. Phải nói là bây giờ những chiếc máy được trang bị cấu hình rất mạnh. Máy sẽ hoạt động ở xung nhịp là 3.3 và có thể turbo boost lên 4.40. Công suất max tối đa của em Cebu này lên đến tận 64W các bạn ạ. Đây anh em thấy là nó lắp rất là nhanh. Đây là thế hệ chip mà người ta vẫn dùng một từ là tiết kiệm điện mà điểm số của nó lên bây giờ 1418 CB. Mạnh không khác gì một em chip mà i7 thế hệ thứ 9. À, anh em nhìn này. Đúng là mỗi thời mỗi khác. Bây giờ mọi thứ đều là đa lõi đa luồng. Một CPU có càng nhiều lõi càng nhiều luồng và cái xung nhịp chấm càng cao thì sẽ hỗ trợ các bạn các phần mềm tính toán, hỗ trợ các bạn trong lĩnh vực xử lý đồ họa game càng nhanh. Đây, anh em có thể thấy là cái điểm FPS của một chiếc máy có VGA on, việc được hỗ trợ với CPU khỏe thì nó cũng lên đến 82.18 FPS. Vâng, thưa các bạn, thì các bạn có thể thấy là mình test qua phần mềm Full Max thì cái mức FPS các bạn có thể thấy này, nó sẽ chỉ ra chiếc máy chúng ta sức mạnh về VGA khỏe không. Thì các bạn thấy là đồ họa 3D nó sẽ hơi giật như này. FPS nó chỉ đạt 20 thôi. Và nhiệt độ hoạt động của chiếc máy nó sẽ ở ngưỡng khoảng trên 70 độ C. Đây là một nhiệt độ hoàn toàn cho phép và không quá nóng so với một chiếc máy mà có nhiều nhân CPU như này. Vâng, thưa các bạn, đây không phải là một chiếc máy chuyên dụng để chơi game. Nhưng đối với những tựa game tầm trung thì chiếc máy hoàn toàn đáp ứng tốt. Đây là tựa game Tomb Raider. Một chiếc máy được kéo với VGA on, IRIX XE và cộng thêm một CPU tiết kiệm điện mặc dù là không quá khỏe. Nhưng số lõi số luồng rất cao thì nó vẫn có thể hỗ trợ cày kéo game. Các bạn nhìn thấy là hình ảnh game nó đẹp như này. Đồ họa như thật luôn. Nhưng mức FPS thì chúng ta sẽ nhận được từ khoảng 35 đến 50 thôi. Có nghĩa là chơi vừa phải. Đấy. Còn đối với những tựa game chuyên nghiệp thì mình khẳng định các bạn là không thể chơi được. Bởi vì máy chúng ta là không được trang bị VGA rồi. Bởi vì chơi game thì chủ yếu nó sẽ cày VGA các bạn nhé. Với màn hình 2K, độ sáng 400 nit và tỷ lệ bao phủ màu lên đến gần như 96%. Nó cho hình ảnh cực kỳ ok. Loa này Dubai Atmos với 4 loa. Nên trải nghiệm game rất sống động, trung thực. Ôi chào ơi. Này các bạn nhìn hình ảnh người 3D mà như thật luôn. Và mới mức tản nhiệt như này, hơn 60 độ C để chơi game thì anh em cứ thoải mái chơi mà không sợ hại máy nhá.
Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa tổng hợp lại top 5 những chiếc laptop hoa hậu có giá bán ngàn đô để anh em có thể lựa chọn. Những chiếc máy này hôm nay mình xếp vào những chiếc máy phân khúc doanh nhân đồ họa tầm trung. Các bạn có thể dùng để lập trình, dùng để thiết kế, design, dùng để vẽ, kỹ thuật, vân vân. Chống chỉ định cho các game thủ và các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp, bởi vì những dòng máy này thuộc phân khúc như vừa rồi mình đã nói, nó không có cấu hình mạnh nhưng có thiết kế phải nói là cực kỳ sang xịn, bóng bẩy và những thiết kế tỉ mỉ và chất lượng pin tốt, chất lượng màn tốt và chất lượng loa rất tốt. Và đặc biệt là kết nối không dây cũng cực kỳ tuyệt vời. Anh em xem hãy để lại ý kiến 5 sản phẩm vừa rồi nhá. Thích chiếc máy nào thì nhích các em nó về nhá. Và hy vọng là mọi người đồng hành ủng hộ kênh nghề của TDD bằng cách đăng ký kênh nhá. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những siêu phẩm mới nhất tại shop. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.